Hôm nay ta đi vô bar trên con xe Toyota, thường dùng là chai whisky chứ không phải Coca-Cola. Bước vào sảnh nhìn biết xanh đều nên các em gái nhìn anh thấy yêu. Nhưng hôm nay sao đèn chói quá, nhạc cứ dập tần thái cứ phiêu. Sáng bàn bên nâng ly chào hỏi, nhìn anh ngập ngừng em không chịu nói. Đường trong sao quá nóng bỏng, bao nhiêu chàng trai sao mà chịu nổi. Em theo anh thì chắc gãy cánh, tại vì anh đây ít có lành mạnh. Nhà anh ngay khúc Bình Thạnh nhưng chói em lại thì anh không đành. Tại thấy cân anh nâng như trứng, anh hứng như hoa anh ôm vào lòng. Em hỏi tình yêu màu gì, anh liền trả lời tình yêu màu hồng. Anh dắt một đoạn đường dài, mấy em không lé thì thôi cũng ổn. Uống cạn cho hết đêm nay, nếu em có mệt anh đưa về phòng. Nhắm mắt giơ tay, 1, 2, 3 nào ta cùng nhảy. Vì hôm nay chính là thứ bảy, không phải ngày thường nên hơi bùng cháy. Con mắt em mơ huyền mơ, vậy mà em lại đòi uống thêm. Tận hưởng cuộc chơi suốt đêm, đòi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Wow, Sinatra. Thấy ngập ngạt thì ta bung lụa, mình quậy say đắm ở trong phòng riêng. Cho em tàn la nhung lụa, anh cho em thấy xứ sở thần tiên. Mới nửa viên mà thấy chóng mặt, còn kêu anh kể cho thêm đường ke. Công nhận nhìn em nóng thật, em ăn xúc xích hay là sườn que. Yeah, lắc cái hông bên phải rồi anh vỗ nhẹ cái mông bên trái. Lên giường thì ta cùng chạy, hỏi sao đàn ông nhìn gái không khoái. Vòng một em hơi căng tròn, tưởng đâu là hai cái bánh bao. Đi ba đêm nay đẹp nhất đó chính là em sáng như ánh sao. Chuyến bay hàng không hãng Việt Nam Airlines đang chuẩn bị đạt đến cảnh giới hư vô. Cảm phiền mọi người chỉnh điện thoại sang chế độ bay để chúng tôi sẽ đốt cháy đầu bơi vào đêm nay. Wow, Sinatra. Mọi người nên nhắm mắt.